Lấy được 100 điểm không ai chơi với bạn nữa đâu. Cái đồ mập ố. Đồ mập ố, nhìn thấy mà ghét. Mình không phải mập ố, tại mấy bạn học ngu đó thôi. Ganh tị mình điểm cao. Còn 100 điểm là giỏi lắm sao? Coi bạn còn nghe không hết lượt đâu. Cái đồ nhưng mập ố. Đừng có đạt nữa. Lấy được 100 điểm là giỏi lắm hả? Đồ mập ố. Lấy được 100 điểm giỏi lắm sao? Đúng rồi. Mình ghét nhất là mấy thằng mập ố như bạn. Mấy em làm gì vậy? Trường học không dạy mấy em không được ước hiếp người khác sao? Còn không mau xin lỗi bạn ấy đi. Cái đồ dở hay. Lần sau nếu như có gặp chuyện tương tự, nhất định phải liên tục kêu cứu. Chắc chắn sẽ có người đứng ra giúp em thôi. Chứng hết. Tôi tới liền. Nếu như ba mẹ của em biết em lấy được 100 điểm, nhất định sẽ hãnh diện gì em. Cố gắng lên, đừng để người khác đá đổ được em. Mình không phải thằng mập. Anh đừng kêu mình là thằng mập nữa. Mình phải thật giỏi cho mọi người coi. Hồi đầu mong hướng thiên, ngoài nói có sự mình chi ý. Mơ liên vĩnh mây huyền, một phân một điều, truyền vì mỗi trong trường niên. Hồi đầu mong giờ thiên. Mơ念与理想重叠，无惧怕面前每一种挑战，前面悬崖亦要完成目标。每段考验，每段冲线，一切的磨练，才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，用两手来维系一个信念。要端地入等书。Tiếp tục. Cũng tập nguyên buổi chiều rồi. Cậu không mệt như tôi cũng mệt đó. Nè anh Cửu. Anh Cửu khoan đi đã. Gì nữa anh? Tập thêm với tôi đi. Một tiếng thôi hả? Đủ rồi. Nửa tiếng thôi. Tôi nói tập bấy nhiêu là bấy nhiêu thôi. Cái thế giới gì vậy? Tập luyện cũng bị từ chối nữa. Cái thế giới này không phải cậu nói thế nào thì thế nào được. Không ai có nghĩa vụ giúp cậu đâu. Mới nói không có nghĩa vụ giúp tôi, lại muốn dìu tôi. Tự tôi không biết đứng dậy hay sao? Giúp người cũng phải coi tâm trạng. Tôi đã lâu không chơi rồi. Thế cậu có lòng như vậy, muốn cho cậu cơ hội. Không cần thì thôi. Chết. Chết. Chết chơi tôi hả? Nếu như là cộng sự, cậu có thể giao cái lưng của cậu cho người ta rồi. Nếu như là kẻ địch, sao có thể dễ dàng đưa tay cho người khác được? Tiếp tục. Chơi thì chơi. Lên. Dùng sức, mạnh lên. Dùng sức. Cho chút lửa đi. Chậm quá. Cho chút lửa nữa. Tốc độ. Mau hơn nữa. Dùng sức. Tốc độ. Tiếp tục đi. Mạnh lên. Mạnh lên. Lên nữa. Mạnh lên. Sơn, chuyện rất gấp, mau chóng tới đây giúp đỡ đi. Wow, hoàn cảnh ở đây cũng không tệ ha. Anh tới coi nhà sao không chịu nói sớm chứ? Anh có biết lúc nãy tôi nhanh lắm luôn không? Không nói vậy sao anh chịu tới đây? Anh suốt ngày cứ nói là ôn bài hoài. Không phải ôn bài, cái này gọi là học kiến thức mới. Tôi thật sự không hiểu cho lắm. Mấy thứ này ngày mai anh cũng học được chứ mà. Bộ giả thiên tài có lợi gì hả? Mấy chuyện thiên tài anh làm gì biết được chứ?
Nè, chủ nhà này là đồng nghiệp trong sân bay. Nếu như anh không sợ để người khác biết anh không phải là thiên tài thì cứ việc tiếp tục vừa đi vừa coi đi ha. Sao không chịu nói sớm? Chào. Chào anh. Bạn của tôi, Trương Cảnh Sơn. Sắp tới anh sẽ có thể trở thành đồng nghiệp của chúng ta đó. Chào anh, tùy tiện tham quan đi. Hướng của căn nhà này á nằm ở hướng Bắc Nam, còn cửa sổ thì hướng ra biển. Ồ, cảnh biển cũng được lắm ha. Nhưng mà hướng ra biển rất dễ bị ẩm ướt. Vào mùa xuân phải mở thêm mấy cái máy hút ẩm mới chịu nổi, tiền điện mắc lắm đó. Cảnh biển đẹp như vậy mắc mấy cũng đáng mà. Thật ra thì đông xuân cũng không ẩm ướt lắm, bật máy lạnh lên là được rồi. Hay là coi thử phòng ngủ đi. Đây nè, căn phòng này nằm ở hướng đông nam, cảnh y chang như ngoài sảnh vậy, cũng là cảnh biển đó. Nhìn hình như hơi chật thì phải. Nè, cái giường thì đặt ở đây, tôi muốn mua thêm cái tủ áo để ở đây, sao mở cửa ra được chứ? Đâu có đâu, căn phòng này cũng gọn gàng ngăn nắp, anh coi cái giường để ở đây cũng còn dư nhiều chỗ trống lắm nè, tôi thấy ok mà. À, anh không nghe tôi nói sao? Tôi muốn mua cái tủ áo mới để ở chỗ này, bên đây có chỗ trống dư thì liên quan gì? Anh yêu xì. Tôi ở trong nhóm đăng bài lên tìm người thuê, cũng chỉ muốn tìm đồng nghiệp của mình để chia tiền thuê thôi. Nếu như không hợp ý, anh đừng tốn thời gian hai bên nữa. Anh Tè, tôi đâu có lên tiếng nói là không hợp ý đâu. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể mỗi người nhường một bước, anh chịu bớt 2.000 đô cho tôi sẽ thuê chỗ này ngay. Tiền thì không giảm được rồi, không được thì đừng miễn cưỡng. Có rất nhiều đồng nghiệp khác cũng có hẹn tới đây coi nhà mà. À, sếp Tề có phải không? Ừ. Hay là gì? Để chúng tôi bàn bạc thêm chút nữa có được không? Được thôi, vậy tôi ra ngoài trả lời tin nhắn. Ê, cái thằng ranh này có phải giỡn mặt không? Giờ này đến xe rồi, có nghe lời không? Nó rất ngoan và nghe lời. Tuần trước nghỉ phép tôi còn dẫn nó đi leo núi nữa kìa. Tốt quá rồi, tôi yên tâm rồi. Ban đầu tôi giao nó cho cảnh đội làm cảnh khuyển, đúng là không sai. Ờ, anh Tài à. Sao rồi hai vị, đã bàn xong chưa? Có thuê hay không? Không thuê. Tức là sao đây? Bây giờ là anh thuê hay tôi thuê? Anh thuê nhưng mà tôi làm chủ. Tôi quyết định tài trợ anh 2.000 đô, anh có thuê hay không hả? Ờ, hai vị à, thật ngại quá. Có đồng nghiệp khác đã hẹn tôi tới đây coi nhà rồi. Quyết định xong chưa? Tôi thuê. Hợp tác vui vẻ. Đừng có nuốt lời đó. Hợp tác vui vẻ ha. Ok. Sơn à, lát nữa lấy chút canh đem về cho chị đẹp uống đi. Cảm ơn. Đợi đã, để lại 200 đô trước. Mỗi lần anh tới đây cũng vừa ăn vừa lấy về, bộ mặt định sẵn vậy sao? Có phải con muốn chết không? Má và chị đẹp là hàng xóm mười mấy 20 năm nay rồi đó. Má coi nó từ nhỏ tới lớn, nó cũng giống như là một nửa em trai của con rồi. Người coi từ nhỏ tới lớn thì gì cũng được, người chính tay nuôi lớn thì cái gì cũng không được. Bà má hình như là má thiên vị lắm thì phải. Trời, sao nói vậy được chứ? Trên đời chưa có mẹ là tốt nhất mà thôi. Bà má, con đứng về phía bác đó. Con coi, thằng Sơn hiểu chuyện quá trời luôn đó. Con trai nuôi má là chuyện đương nhiên cần phải làm. Con đưa tiền sinh hoạt là chuyện hợp tình hợp lý mà. Có gì hai người cũng nói được hết. Bây giờ hai người giống hai má con hơn là con rồi đó. Đừng có ngồi đó nói bậy nói bạ nữa. Sao đưa ít quá vậy? Phải rồi, tại sao vậy hả? Ờ, chuyện là gì? Hôm nay con với YC ở Đông Xuân có coi được một căn nhà. Cảnh biển ở đó đẹp không thể tả nổi luôn. Quan trọng nhất đó chính là rất thuận tiện chỗ tụi con đi làm. Sớm đã biết trước nó sẽ dọn ra ngoài ở rồi. Vì con phải trả tiền đặt cọc nhà trước nên tiền sinh hoạt sẽ bị ít đi một chút. Con không ở chung với má cũng không sao, nhưng mà con nhất định không được sống chung với con nhỏ đó nha. Bà má, đừng suốt ngày kêu ăn ăn là con này con nọ có được không? Để cổ nghe được cô sẽ buồn lắm đó. Ăn không ngồi rồi không cho người khác nói được sao? Thực ra cổ không phải ăn không ngồi rồi đâu, cổ kiếm được tiền đó. Mấy đứa thanh niên tụi con thật sự má không hiểu nổi. Suốt ngày ngồi trước cái máy tính, chỉ mặc có mấy miếng vải, nói những chuyện không đâu, vậy thì gọi là kiếm được tiền? Không phải đâu, thật sự rất là dễ kiếm tiền đó. Bác có biết hay không, bọn họ tùy tiện đăng tấm hình lên cũng kiếm được 40-50 ngàn. Nhưng cũng tốt, ít ra là tiền chân chính. Mấy cái đồ tân tiến này bác không hiểu. Tóm lại con không được lấy tiền đưa cho nó. Tiền sinh hoạt hàng tháng là phải đưa đủ. Bà má, bác không ép con lập tức chia tay với nó là nể mặt con lắm rồi. Chỉ có mấy đứa khờ khạo như con mới thích đi quen mấy đứa con gái trẻ đẹp như vậy thôi. Con có suy nghĩ kỹ chưa vậy? Có phải nó quyết định cả đời theo con hay không? Được rồi, bà má,
con chịu thua. Sau này tiền sinh hoạt một cách cũng không đưa thiếu cho má đâu ha. Má ruột của anh đó. Bây giờ tôi thấy giống má của anh nhiều hơn đó. Đưa tiền đây. Nha ba má, bây giờ hết nợ rồi nha. Sau này con sẽ hiểu tại sao má làm như vậy. Chúng ta nghỉ ngơi chút rồi lát nữa coi hiệu quả của mặt nạ nha. Anh đợi chút đi, đợi chút nha, em đang livestream. Đợi chút đi mà, em sắp xong rồi. Xin chào, tôi quay về rồi đây. Chúng ta lập tức coi thử hiệu quả thế nào nha. Wow, mọi người coi, sau khi đắp xong, tinh chất thấm sâu vào da mặt hết. Coi thử lỗ chân lông nè, lập tức thu nhỏ lại, trở nên rất mịn màng. Quả thật cứu tinh của mọi loại da. Nếu như các bạn muốn mua loại mặt nạ này thì nhớ lên trang web của tôi đặt hàng nha. Buổi giới thiệu hôm nay đã kết thúc, lần sau chúng ta gặp lại ha, bye bye. Đến coi. Baby của anh cần gì xài mấy thứ này chứ? Em làm gì có lỗ chân lông bổ đùa hả? Anh dám nói em có sao coi. Không phải vấn đề dám hay không dám, mà là vấn đề đẹp tự nhiên thôi mà. Chỉ biết nịnh không thôi. Anh đó nha, chuyện dọn nhà làm tới đâu rồi? Anh có chuyện nào mà không làm được chứ, phải không? Má anh đó. Ê, bà má là đặt ở trong tim thì anh mãi kính trọng, không cần phải thường xuyên nhắc tới má đâu. Chứ gì nữa, rõ ràng hai chúng ta đang hẹn hò với nhau, tự nhiên phải nhìn sắc mặt của má anh. Bà má đúng là có chút hơi cằn nhằn. Nhưng mà má con anh đó giờ sống nương tựa lẫn nhau, một mình nuôi anh khôn lớn vất vả lắm đó. Em coi như chiều má chút đi được không? Chỉ có mình má anh vất vả thôi sao? Em không vất vả hả? Anh biết là em vất vả cho nên mới dọn ra ngoài ở nè. Hai người ít chạm mặt nhau thì sẽ ít cãi giả. Quan thời gian nữa thì không sao rồi. Với lại dọn ra ngoài ở sẽ tiện hơn nhiều mà. Không phải em rất muốn có người bạn trai có thể lên cửu thiên thử nguyệt, xuống ngũ dương bắt cá sao hả? Người này đang ở trước mặt của em đây nè. Vậy sao? Để em coi thử nè. Wow, thật tình xin lỗi nha, không cản trở hai người đó chứ. Chuyến bay của tôi bị hủy, hai người từ từ nha. Xin chút nữa quên. Cảm ơn anh, lần trước đã giúp khách hàng tôi tìm lại cuốn hộ chiếu. Tôi nợ anh bữa cơm nha. Ê, nè, hay là hẹn luôn cộng sự của tôi Handsome đi chung đi ha. Ảnh suốt ngày cứ nói là muốn mời cô ăn cơm, coi như quen thêm một người bạn mới đi, được không? Anh biết tôi không có hứng thú mà, muốn không? Không hứng thú cũng phải ăn. Cậu nói đang đợi điện thoại của một người đàn ông đó. Lốc 17, súng ngắn bắn tự động, sản xuất ở nước Áo. Trọng lượng 625g, sau khi lên đạn nặng 905g, dung lượng giới đạn 17+1, tầm bắn hiệu quả 50m. Thân Khải Tình, ra đây cầm thử lốc 17 và lốc 38 có gì khác nhau hay không? Dạ rõ. Nhẹ hơn so với lốc 38 sếp. Cây súng này so với những cây trước đó mọi người cầm khác nhau. Sau này chúng ta dùng cây súng này để tập luyện bắn súng. Cây này là súng tiểu liên MB5A3, sản xuất bởi xưởng HK ở Đức. Súng dài 533mm. Sau khi kéo ra thành 692mm, băng đạn chia thành hai loại, 18 viên và 30 viên. Chúng ta hay dùng 30 viên, tầm bắn hiệu quả 200m. Có thể dùng lốc 17 phối hợp lẫn nhau. Bởi vì... Dạ thưa sếp, tôi biết. Bởi vì hai cây súng đều là dùng kích cỡ đạn 9mm, vì vậy cho dù đạn dự trữ xài hết cũng có thể dùng đạn của một cây súng khác. Chính xác. Nhưng cái này cũng chỉ là điều cơ bản thôi, ở đây bất kỳ ai cũng đều biết. Lần sau đừng ngắt lời tôi đang nói. Xin lỗi sếp. Mọi người ra cầm thử đi. Dạ sếp. Lý Lực Tường, Trương Cảnh Sơn, bốn cái lỗ đằng sau ống nhắm hình tròn của MP5 có tác dụng gì? Sếp à, hình như là sếp chưa nói qua thì phải. Câu hỏi dễ trả lời như vậy, chưa nói qua cũng nên biết kia chứ. Khi chúng ta bắn cự ly gần sẽ sử dụng lỗ lớn, khi chúng ta bắn cự ly xa và mục tiêu nhỏ thì sẽ dùng lỗ nhỏ. Đơn giản vậy thôi. Hoàn toàn chính xác, Trương Cảnh Sơn. Sau khi hết tiết học, chạy 10 vòng sân. Đúng cũng bị phạt hả? Anh không biết trả lời mà. Lý Lực Tường không biết thì đúng rồi, vì vẫn chưa dạy mà.
Nhưng cậu tỏ vẻ thông minh, không tập trung học bài thì phải phạt. Yes sir. Tôi bây giờ đang về tới, mới tan học nè. Ok. Lục Tường. Hai. Anh không phải nói là đi ăn sao? Ồ, tôi đang giảm cân. Sau 6 giờ tôi không ăn nữa, tôi về trước đây. Ôi, anh giảm cân thì chạy bộ vài vòng đi, khó lắm mới hẹn được mọi người đó. Nhưng mà tôi nhiều việc lắm, tôi hẹn cô ăn cơm sau nha. Khai mau đi mà. Dạo này làm gì mà tàn tạ dữ vậy hả? Đêm nào cũng phải tập luyện, phải lên lớp nữa, có được ngủ đâu. Không bị tàn mới lạ đó. Hẹn chi mặt anh còn tàn hơn gấu trúc trong công viên Hải Dương luôn. Ờ, nè, tôi phải đi thiệt rồi, hẹn cô ăn cơm sau nha. Alo. Vốn dĩ tôi đã biết rồi, cần gì phải tập trung kia chứ. Rõ ràng là phân biệt đối xử mà. Sao lại xuống đây chạy chung với tôi? Không phải yêu thầm tôi đó chứ? Nè, anh ấy nói anh yêu thầm ảnh kìa. Tôi không thích đàn ông mà, thể lực tôi không tốt, tôi chỉ tập luyện thêm thôi. Nè, nói thì phải tập luyện thêm. Còn cô, đừng có ngụy biện nữa, muốn gặp tôi chứ gì? Muốn gặp tôi phải không? Thừa nhận đi. Anh đúng là đáng ghét thiệt đó. Thật ra tại sao cô lại thấy tôi đáng ghét tới vậy chứ? Hả? À, tôi biết rồi. Chắc là cô sợ thua tôi chứ gì? Nè, thật ra anh có nghĩ tới, từ đầu đến cuối tôi không hề muốn đua với anh. Nhưng muốn đua thì chắc chắn tôi sẽ không thua. Tự tin thiệt đó. Để rồi xem. Cô nhìn tôi lợi hại chưa? Tại sao người giỏi thì phải bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị kia chứ? Anh điên rồ thật đó. Anh ăn nói kiểu này sẽ không có ai tôn trọng đâu. Ngược lại như Thông vậy, không có tài năng nhưng biết cố gắng, như vậy mới đáng được tôn trọng. Cô mới bị điên đó, đem tôi ra so sánh với người tệ nhất lớp hả? Thông, đứng dậy tiếp tục đi. Hai người đừng vì tôi mà cãi nhau nữa. Chúng tôi không phải vì anh. Hạng người như anh không đáng được ở lại đây. Bộ cô tưởng thiên tài dễ làm thế vậy sao? Tôi đã cố gắng, là cô không biết thôi. Kiếm đồ hả? Trả lại tôi. Sao xem đồ của tôi? Anh lên lớp có ghi chép lại sao? Hân Khế Tinh, mời cô ăn. Xem như cảm ơn cô đã kiếm lại cuốn sổ giùm tôi. Nhưng để lâu rồi, không biết nó có tàn hay chưa. Không thích đồ ngọt. Giảm cân hả? Như cây sậy rồi muốn giảm nữa hay sao chứ? Ăn đi. Lần này tôi đâu cần cô lấy bánh tôm ra đổi với tôi đâu. Trương Cảnh Sơn, kiện anh tội quấy rối bây giờ. Nói bánh tôm là đòi kiện tôi tội quấy rối sao? Cũng tại cô quên rồi. Cần tôi giúp đỡ không? Không cần đâu, cảm ơn. Ê, cẩn thận nha. Ê, là thủy tinh đó. Nè, uống miếng nước đi, vất vả rồi. Nè, cảm ơn. Ê, nè, bỏ lại $3 nha. Nè, tôi phụ anh khiêng đồ nguyên cả ngày, bây giờ anh đòi thu tiền tôi hay sao? Rõ ràng một chút thôi, bên ngoài rẻ nhất cũng là $3.50, bây giờ bớt cho anh còn có $3 muốn gì nữa. Dạ, tôi cảm động muốn khóc luôn đó. Hả, chai nước đây là tôi uống chắc rồi. Dạ, hôm tôi mua lại một lốc lên. Một chai đổi một lốc, tốt bụng dữ vậy hả? Tôi rảnh tôi sẽ lên, một lốc đó có phần tôi đó. Cũng đoán được lạnh có gì lạ rồi. Sao chứ, một chai nước cũng đòi thu tiền của tôi. Mỗi tháng tôi tài trợ cho anh 2,000 kia mà, ít nhất cũng phải lên đây ngủ vài đêm gì đó chứ.
Nè, tôi thì không có vấn đề rồi, nhưng mà anh muốn qua đây ngủ thì cũng phải hỏi chủ nhà trước chứ. Tôi thì ok thôi, nhưng tốt nhất có dắt ai về ngủ thì báo với tôi một tiếng nha, vậy là được rồi. Chuyện này thì anh có thể yên tâm rồi, miệng của nó thúi như vậy không một đứa bạn nào, huống chi là bạn gái. Tối ngủ nhớ khóa cửa cho kỹ đó nha. được rồi, bây giờ anh giúp người ngoài không giúp người nhà chứ gì. Anh ôm gái Hồng Kông của anh suốt đời luôn đi. Nè, nói gì cũng được nha, không được nói baby của tôi là gái Hồng Kông à. Thật ra có hai người dọn dẹp ở chung cũng tốt, đỡ buồn hơn. Đỡ buồn đó. Đỡ buồn đó. Nè, đi mua bia mừng anh tân gia được không? Nè, đừng nói là tôi không nhắc anh nha, ngày mai anh phải đi phấn lĩnh bắn súng đó. Tôi từ lúc mẫu giáo tới giờ chưa từng bắn lệch đâu nha. Ngồi mà cũng bắn lệch thì chết được rồi đó. Có tài năng thiệt đó. Hạng mục hôm nay chính là tập quân bắn súng. Trong lúc đối mặt với đối phương có mặc áo chống đạn, chúng ta bắn vào người của họ. Nếu vẫn chưa hạ được họ thì chúng ta phải nhanh chóng bắn vào đầu của họ. Kỹ thuật bắn súng này Lâm Đạt Cảnh nhất định phải biết. Nhưng phải nhớ, chúng ta chính là cảnh sát, mỗi khi bắn một phát súng đều phải giải thích với thẩm phán, đã nói chưa? Yes sir. Anh Cửu. Được, mọi người hãy nghe cách bắn sau đây. Một lát mọi người phải đứng cảnh giác 10 mét khi nghe tiếng sáo, mau chóng giơ súng lên, bắn hai lần vào mục tiêu của bạn, trên đầu một lần. Sau khi đánh xong, tắt đi và di chuyển, quan sát thật kỹ, sau đó trở về vị trí cũ chờ. Có vấn đề gì không? No sir. Thân Khải Tịnh, đấu với cô nè, người nào thua người đó mời cả thế giới ăn trưa. Không thành vấn đề. Tổ thứ nhất vào vị trí. Anh thắng tôi mời. Còn lại chờ ở phía sau. Các đội viên đeo kính và tai nghe, hãy sẵn sàng và nổ súng. Tổ thứ hai vào vị trí. Bắn cũng giỏi đấy chứ, luyện được bao lâu rồi? Không biết căng tin món gì là mắc nhất đi ha. Mong là có bầu ngư đi. Sếp Dương à, dù gì anh cũng là OC của chúng tôi, vậy thì bắn súng chắc cũng là giỏi lắm rồi. Hai bên so sánh chút đi, để lính mới như tôi được học hỏi vậy. Cũng được. Còn bạn nào khác muốn tham gia không? Nếu như mà tôi thua thì sẽ chạy bộ ngoài sân 50 vòng. Nhưng mà nếu như anh thua, tùy tiện hít đất 100 cái là được rồi. Được thôi. Vậy hít đất trước đã. Một, hai, ba, bốn, hai, năm, sáu, bảy, ba, tám, chín, bốn, năm, bốn, ba, bốn, bốn, ba mươi lăm, bốn, sáu, ba mươi sáu, bốn, tám, ba mươi bảy, bốn, chín, năm mươi, ba mươi tám, chín, một, chín, hai, chín, ba, chín, bốn, chín, năm, chín, sáu, chín, bảy, chín, tám, chín, chín, 100. 89. 90. 97. 98. 99. 100. Mọi người phải nhớ, là một đặc cảnh luôn luôn phải đạt trạng thái tốt nhất trong lúc trực ca. Kẻ địch không bao giờ đợi các bạn thở xong rồi mới ra tay đâu, đã hiểu chưa? Yes sir. Trình diễn đã làm xong, mọi người tiếp tục đi. Một hồi 50 vòng chạy bộ của trường cảnh sơn, đếm kỹ một chút giùm tôi. Dạ. Yeah. Tổ tiếp theo vào vị trí. Tôi không sao. Anh không bắn trúng phát nào hết. Mời mọi người ăn bào ngư. Cảm ơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bánh mì dứa. Thêm cái gì nữa đi? Thêm cái đầu của anh đó, bộ giờ buffet hay sao? Ngoan thiệt, dép xuống luôn chứ. Xin nhắc lại một lần, 2 phần khoai tây, 2 phần đùi gà, toàn bộ là trà chanh, có đúng vậy không? Thêm một phần hủ tiếu xà bò. Nè. Yeah. Sao chứ, lúc nãy anh nói mời ăn trưa, bây giờ chỉ là bữa xế thôi, anh lời rồi. Thật ra thì ăn gì cũng được hết, quan trọng là có người chịu thua tâm phục khẩu phục thôi. Đừng gọi trước mặt ảnh, nó chỉ thua nữa. Nói theo đi,
Với tôi thua một lần rồi, không nhầm nhò gì hết đâu, hiểu không? Nhưng mà anh có thắng sao? Nè Trên Cảnh Sơn, chúc mừng anh, anh đã học được chữ thua rồi. Ê, được rồi được rồi, thua vài lần là quen thôi chứ gì, như tôi vậy nè. Ôi, hay là khoan đi, cái bữa ăn hủ tiếu xào bò quản lại đã. Cô quán hủ tiếu xào sốt Thụy Sĩ ngon lắm đó, mình nghỉ phép đi nha, được không vậy? Tại sao chứ? Nè, mình không thể lỗ cho ảnh được. Vấn đề không phải là lỗ hay không, là nhìn mặt ảnh tôi nuốt không nổi. Tôi cũng không rảnh tốn thời gian trang với mấy người đâu. Nè, còn hai người mình thôi à, mình chừng nào đi đây? Đừng có rủ tôi, dạo này tôi bận thiệt đó, tôi đi gọi điện thoại nha. Còn lại tôi và anh thôi đó. Thật ra tôi nghỉ phép thì cô phải ở nhà để coi chừng ba của tôi. Xin lỗi cô. Ba ơi, ba lại quên rút chìa khóa nữa rồi. Ba ơi, ba ơi, ba ơi. Alo, chị Dung à, ba có ở chỗ của chị không? Không có, dọn nhà xong lúc tôi đi ổng còn ở nhà mà. Ba, ô hữu gì? Ba ơi, ba, ba ơi, sao con lại biết xuống đây tìm ba vậy? Ba tưởng con không về sớm vậy nên xuống đây tập thể dục. Ba đó, sao lại chạy xuống đây một mình chứ? Lại quên rút chìa khóa ra nữa nè. Ê, quên lấy chìa khóa thôi, ai ai cũng có mà. Bác sĩ nói ba thời kỳ đầu thôi, con đừng tưởng ba không nhớ đường về nhà nghe. Ba nghe theo lời của bác sĩ, làm đủ bài tập não bộ. Hai hôm nữa ba hẹn mấy người đánh bốc cơ chung, và hẹn thêm mấy anh em đánh bài nữa đó. Ba con lần này hả, chơi tới bến luôn à. Ba chơi cả hai thứ luôn đó hả? Ba có biết chơi cờ tướng không? Chơi cờ cũng không thua con đâu. Nè, bây giờ rảnh rỗi mình tập luyện đi ha. Được, con chưa từng sợ. Đi, đi thôi. Được không đó? Tất nhiên được rồi. Ông xã, tối nay anh có dậy sớm không? Dạo này đêm nào anh cũng thức khuya hết. Em có mua đồ hầm canh cho anh rồi nè. Ông chủ, chúng tôi đã sẵn sàng. Anh vẫn chưa biết là mấy giờ về nữa. Em không cần chịu phần anh. Tháng tới Macau sẽ có một hội thảo lớn. Lúc đó sẽ có không ít người tham dự hội thảo này, từ Hồng Kông qua Macau. Mặc dù rủi ro ở mức rất thấp, nhưng mà cấp trên cũng muốn mình chú trọng một chút. Anh Dũng à, hôm đó đội của anh trực ca, anh theo dõi giùm nha. Không thành vấn đề, tôi sẽ sắp xếp đủ người. Ít nghe, nữ ca sĩ Nui Cherry đã từ chối kiến nghị của phòng an ninh, không chịu hủy show ca nhạc vào tháng tới tại Hồng Kông. Thật không hiểu nổi, những ca sĩ nước ngoài này đe dọa mạng sống đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Mình không sợ chết thôi, nhưng mà sẽ liên lụy tới khán giả mà. Nếu như cô ấy không chịu hủy show đó, ok, chúng ta tăng cường phòng bị thôi. Tubo, cuộc huấn luyện tháng này chuẩn bị tới đâu rồi? Đội của chúng tôi sẽ tập dượt trong nhà vệ sinh nhà ga T2 tối thứ năm tiến hành diễn tập bắt giữ con tin từ khu nhà vệ sinh, đã thông báo phía sân bay. Tốt. Chairman, đám lính mới cũng được huấn luyện cả tháng rồi, anh thấy sao hả? Có tiến bộ rõ rệt, nhất là thân Khải Tình, thể chất còn tốt hơn tụi con trai nữa, rất nghiêm túc, là chịu khó. Tôi thấy cô ta được đó. Sếp Men rất ít khi khen ai lắm nha. Còn một cô gái tên là Hà Thi Hoa, mặc dù không bằng thân Khải Tình nhưng mà cũng rất cố gắng. Còn tụi con trai thì trước mắt giỏi nhất chỉ có Trương Cảnh Sơn. Tôi biết anh ta có sự chuẩn bị, nhưng mà thỉnh thoảng thì thường hay khiêu chiến đối phương, nhiều lúc còn không biết tôn trọng cấp trên nữa. Có cần tôi giáo huấn lại để anh ta biết điều một chút không? Nhiều khi muốn tìm mục tiêu thử thách bản thân cũng ok. Tôi cũng không ngại dù anh ta khiêu chiến với tôi, nhưng mà nếu như anh ta thắng được tôi, chứng minh ASU sẽ rất cần anh ta. Ngược lại tôi muốn biết biểu hiện của Ô Quán Thông. Tôi nói đặc biệt danh cho cậu ta là sếp Ô Long đó. Mặc dù tư chất cậu ta có hạn, tiến bộ hơi chậm, nhưng được cái siêng năng,
Sau khi xong việc, cô ở lại luyện thêm, chắc chắn sẽ có tiến bộ. Tốt. Còn những người khác có gì muốn nói không? No, no, sir. Học xong. Anh Dũng à, ừ? Cũng lâu rồi tôi không ra nhà ga. Hôm nay đội của anh trực, tôi muốn cùng họ ra ngoài tuần tra. Anh giúp tôi sắp xếp nha. Được, để tôi sắp xếp. Hồi nãy nghe không được rõ, xin lặp lại. Đội B đang trên đường qua đó. Bình thường anh đủ đô lắm mà. Sếp Dương vừa xuống cùng đi tuần, anh đã căng thẳng vậy sao? Lần đầu được đi tuần chung với ông chủ, hơi căng thẳng một chút thôi. Cứ coi tôi giống như đồng đội, đi tuần như thường ngày là được rồi. Dạ. Anh bạn nhỏ ơi, đi đâu vậy? Sao chỉ có mình em vậy? Người nhà của em đâu rồi? Cửa hàng tiện lợi khu vực lầu 2 nhà ga T1 có vụ tranh cãi, rất nhiều người tập trung. Nhân viên nào ở gần đó vui lòng ghé qua xem thử. Phía 11, 12 qua đó, nhận rõ. Hình như tôi ở đây gây áp lực cho anh quá đúng không? Hai người tiếp tục đi, tôi về trụ sở trước. Sao mà căng thẳng dữ vậy? Cứ bình tĩnh đi. Nam nữ tranh cãi, vui lòng cho nhân viên qua đó coi xảy ra chuyện gì. Quay thủ tục khu ép có một cặp nam nữ tranh cãi, vui lòng cho nhân viên qua đó coi xảy ra chuyện gì. Nè, ông vui lòng bình tĩnh đi. Anh họ đổ tin thừa hả? Anh lúc nào cũng vậy. Gì cũng là cô nói, gì cũng cô nói hết trơn đó. Vui lòng bình tĩnh đi. Ra. Qua đây đi. Xảy ra chuyện gì? Chúng tôi chuẩn bị ly dị. 2 tiếng đồng hồ trước, con trai tôi Gia Tuấn bị mất tích. Sau đó tôi phát hiện có người dùng thẻ tín dụng của tôi đặt vé máy bay đi Úc. Gia Tuấn nói người đàn bà này sắp chuyển tới Úc làm việc. Chắc chắn cô ta giấu con của tôi rồi. Nếu như tôi mà đưa con tôi đi, cần gì phải dùng thẻ của anh chứ? Tiền tôi không thiếu. Tôi nói đi nước Úc, tôi sợ mất con nó kiếm tôi thôi. Hai dì, tôi muốn làm rõ chuyện này trước. Con trai hai dì mất tích lúc nào và mất tích ở đâu? 2 tiếng đồng hồ trước, mất tích ở nhà tôi. Có hình ảnh gì không? Tôi bị xuyễn nặng, chai thuốc xịt lại để ở nhà. Lỡ nó phát bệnh lại không có thuốc sẽ nguy hiểm lắm. Anh coi chiếc kia đi. Easy, anh coi chiếc này. Rõ. Dạ rõ.
cảnh sát trưởng ASU, gọi tổng đài. Nghe rõ. Tôi nghi ngờ đứa trẻ mất tích đã ở bãi đỗ xe buýt nhà ga T1, mau chóng tìm tài xế xe và những người trong đội qua hỗ trợ. Trần Gia Tuấn. Trần Gia. Cứu con với. Cứu con với. Có phải con đã ở bên trong không? Cứu con. À, bà nhỏ. À, bà nhỏ, con không sao chứ? Má mi, má đừng đi Úc, đừng bỏ con lại mà. Má mi hứa với con, má mi sẽ ở lại Hồng Kông, sẽ không đi Úc nữa. Má ơi, hai người đừng ly dị được không? Con năn nỉ mà, con không muốn ba má chia tay đâu. Ai đi theo xe? Để tôi đi cho. Tôi muốn nói chuyện với Gia Tuấn. Cô qua đó cho lời khai đi, tới bệnh viện tôi gọi cho cô. Chúng ta đi thôi sếp. Ở Trần ơi, tôi nhận được cái này ở bên hông của xe buýt. Tôi với chồng tôi thường hay đưa Gia Tuấn đi chơi dặn trứng lắm. Nhưng mà giữa hai vợ chồng có quá nhiều mâu thuẫn, chúng tôi không muốn đối mặt, cho nên mới ly dị thôi. Không ngờ lần này Gia Tuấn lại có phản ứng mạnh như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi phải nghiêm túc suy xét, có phải ly dị là cách giải quyết duy nhất hay không. Bà Trần. Tôi vẫn chưa có con. Có điều này tôi không hiểu cho lắm, muốn nhờ cô chỉ giáo. Có phải là phụ nữ đều có thể vì con cái của mình mà thay đổi bản thân hay không? Con cái đối với phụ nữ chúng tôi mà nói có thể quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Thực ra tôi có tiền lệ sảy thai, bác sĩ nói tôi khó có thể có con được. Tôi với chồng tôi cũng đã thử rất là nhiều cách, có thử thuốc đông y, thụ tinh nhân tạo cũng có. Chúng tôi thật sự rất khó khăn, gian nan lắm mới có được đứa con này. Bắt đầu từ giây phút Gia Tuấn chào đời, tôi mới thật sự cảm thấy bản thân mình là phụ nữ hoàn chỉnh. Rõ ràng trước đó con nghe thấy nhịp tim của con, bây giờ không còn nghe nữa. Sao em lại bất cẩn gì chứ? Không phải lỗi của em mà, chắc là con vẫn chưa sẵn sàng đến với thế giới này thôi. Là tại em bất cẩn. Con của chúng ta, chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có nhiều cơ hội. Ông xã, sao anh về sớm dữ vậy? Em không có biết anh về cho nên không có nấu cơm. Bây giờ em đi nấu cho anh ăn ha. Không cần nấu đâu. Anh không ở nhà là em không nấu cơm sao? Em không ăn hả? Thì em nghĩ có mình em thôi, ăn mì ly cũng được mà. Anh không canh chừng em là em lại lơ là bản thân. Anh có mua đồ ăn về nè. Bà xã, em có nhớ lúc chúng ta quen nhau ở Pháp, em có gọi món ốc sên kiểu Pháp, nhưng mà ngồi rất lâu cũng không dám ăn. Em còn nói không dễ gì được đi Pháp, tất nhiên phải thử ốc sên kiểu Pháp rồi. Ai ngờ khi nhìn thấy tận mắt món ốc sên đó nhìn ghê quá, em lập tức không dám ăn luôn. Anh không nhớ à? Nhớ chứ. Anh còn nói mai mốt có gì cũng sẽ cùng thử với em. Bà xã, anh xin lỗi. Lúc trước anh hứa với em rất nhiều thứ nhưng mà vẫn chưa làm được. Với là anh dạo này cứ hay về trễ. Anh biết em là... Em hiểu mà. Nè nha, một mình anh quản lý hết cái phòng ban, cho nên nhất định là áp lực rất lớn.
Em không trách anh đâu, em chỉ sợ là anh cực thôi. Hay là chúng ta đi Pháp nữa đi. Anh nói thật à? Anh hứa với em, lần này chắc chắn sẽ đi được. Tụi mình sẽ đi những chỗ đã từng đi và những chỗ chưa từng đi cũng đi luôn. Ừ. Ăn thôi. Không ăn cơm hả? Ra sức đi. Tuần thứ mấy rồi hả? Đã được nửa chặng đường tập huấn rồi, thể chất vẫn còn kém quá vậy. Làm không nổi thì đi về, không ai giữ lại đâu. Canh nhảy kiểu gì vậy hả? Hít đất 90 độ. Xin lỗi, xin lỗi nha, xin lỗi. Anh xin lỗi cái gì chứ? Anh có biết nghe không vậy? Sếp nó bên kia đó, ai cũng phải luyện tập hết, ai cũng cực khổ hết. Anh có đầu óc một chút đi, không được thì đi về, đừng có làm liên lụy tới mọi người nữa. Tôi không có đêm nào được ngủ hết, em biết chưa? Nghe cái gì? Hai người muốn cãi thì về nhà cãi. Tiếp tục đi. Nè, không ăn cơm hả? Đưa chân cao lên, cao hơn nữa. 47. Giờ cao lên một chút đi. 48. Mỗi lần tập luyện là làm đại. 23. Giờ cao lên một chút. 24. 40. 40. 40. 40. 43. Anh 40 cái gì vậy? Học trường tiểu học nào vậy hả? 40 40 40. 40 40 40. Ố, nè Thóc. Mặc kệ anh ta, sẽ có người dự vào phòng y tế. Tiếp tục. 65 66. Hồi đầu mong hàng thi hoài nói dấu sư mình chi đi mò liên quanh mê duyên nhất phân nhất nhiều chuyện quay mùi trống trường đi quỳ đầu mong giọt thi mò liên dư lý sáng trong đi mô gửi pha miên chín mùi nhất trong thiên chín chỉ miên duyên ngài nhẹ yêu duyên sinh mục tiêu mỗi tiếng hảo hiền mỗi tiếng trống xin nhất thay đích mò liên才能成全着一切重要，才能维持信念。流泪带着血痕，抹掉了，从没有想要他人知。我交出全部心跳，从前事全忘掉，只看面前。